Cô Angie Hồ Quang và Yimi xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình An sinh xã hội và bạn. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn TV. Chúng tôi hôm nay có được cái vinh dự là đứng gần cái cô rất đẹp. Nhưng mà kính thưa quý vị, nói thiệt chút nha, cái khi mà mới ráp vô để mà set màn ảnh đó, thì một là tôi phải kéo cái ghế đẩu đứng lên, hai là cô Yimi phải gỡ dài tuột xuống. Thì trong trường hợp này là cô Yimi gỡ dài, thì quý vị nghĩ rằng cô Yimi là người chân dài dữ tợn lắm đó. Cảm ơn cô. Và Yimi cũng hơi hồi hộp thưa cô. Nhưng mà trở lại với chương trình hôm nay, thưa cô, thưa quý vị, có một câu hỏi được gửi đến, đó là: vợ chồng tôi đều được 66 tuổi, vợ tôi về hưu năm ngoái ở tuổi 65, lãnh vừa tiền hưu vừa có Medicare. Cùng năm 2015, cả hai vợ chồng đều có ghi danh vào chương trình Medicare Part A. Tôi vẫn còn đi làm nên không có ghi danh phần B và có bảo hiểm sức khỏe ở sở làm. Riêng vợ tôi thì ghi danh toàn bộ vào tất cả các phần của Medicare. Lý do là vì bảo hiểm sức khỏe ở sở làm dành cho vợ con quá mắc. Câu hỏi gửi đến cô: nay tôi xin về hưu và cũng có ghi danh vào phần B. Điều tôi không hiểu là hoàn cảnh giống nhau, nhưng tại sao vợ đóng bảo hiểm phí phần B là 121 đồng 80 xu một tháng, trong khi tôi phải đóng 134 đồng một tháng? Cũng như tôi có người bạn nói rằng ông ấy phải đóng 187 đồng một tháng. Xin bà giải thích. Cảm ơn Yimi đã gửi đến quý vị câu hỏi của vị khán giả gửi về đài. Cái câu hỏi thì nghe nó hơi lùng bùng và lộn xộn, mà thật sự câu trả lời cũng sẽ rất là lộn xộn. Thưa quý vị, trước nhất, khi ông đề cập đến việc cả hai ông bà đều được 66 tuổi, thì cái tuổi hưu toàn phần của những người, cái độ tuổi của chúng ta là 66. Dù vậy, mặc dù mình có đi làm tiếp tục hay là mình không đi làm, thì cái tuổi mà mình được hưởng cái quyền lợi Medicare vẫn là 65 tuổi. Kính thưa quý vị, cô Yimi không những làm việc trong chương trình An sinh xã hội và bạn trên Sài Gòn TV, mà hai cô cháu chúng tôi cũng có dịp làm việc chung trong một cái chương trình phát thanh cũng về an sinh xã hội. Thì bây giờ không phải là cô đợi Yimi hỏi cô, mà cô hỏi Yimi thế Medicare là gì nè. Dạ, Medicare, câu này Yimi chưa thuộc bài nhưng mà ráng trả bài. Dạ, Medicare là có phải là chương trình bảo hiểm phúc lợi dành cho các lứa tuổi tùy theo các cái chương trình phải không thưa cô? Thì thiệt ra đúng có một chút thôi, chỉ cần phải có làm việc an sinh xã hội nhiều nhiều hơn nữa. Dạ, để mà trả lời trôi chảy cái câu hỏi này. Kính thưa quý vị, Medicare là một chương trình bảo hiểm y tế do cấp liên bang quản trị. Thì nhân đây cũng mình cũng trước nhất là trả lời với quý vị, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng muốn đi chậm chậm để quý vị nào mà mới xem chương trình An sinh xã hội và bạn có dịp theo dõi từng bước mà người ta gọi là baby step đó, những bước rất ngắn, những bước rất là sơ khai để hiểu về những cái rắc rối và lộn xộn của những chương trình của chính phủ. Thì Medicare là chương trình bảo hiểm y tế dành cho cấp liên bang, dành cho những người có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội và thuế Medicare. Thì sau khi mà mình đóng cái thuế Medicare và thuế an sinh xã hội trong thời gian tối thiểu là 10 năm. Dạ. 10 năm thì mình nói theo tín chỉ là bao nhiêu tín chỉ nè? Dạ, 40 tín chỉ. Giỏi quá, vậy là giỏi rồi đó. Kính thưa quý vị, đúng, 40 tín chỉ, thì cái người đó ở cái độ tuổi 65 sẽ được hưởng cái quyền lợi là được ghi danh vào chương trình Medicare. Riêng những người cũng có đi làm, có đóng thuế 40 tín chỉ an sinh xã hội, nhưng mà nếu mà không may cái tuổi còn trẻ, trẻ như tôi đó, tôi 20 năm trước đó, thì rủi mà mình bất ngờ mình bị bệnh, thì qua cái tiêu chuẩn 40 tín chỉ đó, mình vẫn có thể xin cái chương trình quyền lợi bệnh tật an sinh xã hội, và sau đó 2 năm thì mình cũng được hưởng Medicare. Thì Medicare là một cái quyền lợi của mình. Khi mà cô nhắc tới cái chữ quyền lợi thì Yimi nhớ là mình cũng phải có đóng góp thì mình được hưởng cái quyền lợi. Phải không? Dạ. Và ở đây đối với những người cao niên thì mình cũng hay nghe cái từ khá là quen thuộc là Medicare, Medicaid, hay gọi nôm na là Medi. Thì Medicare, một chương trình bảo hiểm của cấp liên bang quản trị, đó là quyền lợi. Song song đó cũng có chương trình Medicaid là chương trình trợ cấp y tế.
mà dành cho những người giàu có như Amy không? Có được không? Dạ không biết cả Amy. Thì vì là khi mà quý vị nghe cái chữ trợ cấp đó thì có nghĩa đón được sự giúp đỡ của chính phủ dành cho những người mà mình không có cái may mắn có nhiều tiền như những người cùng trang lứa. Thì khi mà mình có một cái tài sản và thu nhập hạn chế thì trong những trường hợp sức khỏe kém, tuổi già, sức yếu, mù lòa thì mình có thể xin được cái trợ cấp y tế gọi là Medicaid. Thì như vậy để thấy sự khác biệt giữa Medicare và Medicaid sâu sao hay là những sâu nữa mà hỏi lại Amy không biết là phải viết bài tập bị đòn hay bị không? Đòn đó. Rồi thì trong trường hợp đây cả ông bà đều đã được 66, bà về hưu ở cái tuổi 65. Thật ra khi bà về hưu ở cái tuổi 65 là cái đó là hưu hơi vừa non thôi, chứ không có hưu đúng hạn. Tại vì hưu đúng hạn đó thì cái độ tuổi của chúng ta bây giờ gọi là baby boomers đó, là những người sinh từ năm 1943 tới năm 1954, thì cái tuổi hưu toàn phần sẽ là 66. Tại sao lại phân biệt cái tuổi hưu toàn phần và những độ tuổi hưu khác? Thì khi những người mà sinh trong cái thời gian đó mình về hưu đủ tuổi hưu toàn phần thì mình được hưởng 100%. Như chẳng hạn ở cái tuổi 66 tôi được lãnh 1.000 đô la, nhưng mà nếu mà tôi ưng về hưu ở cái tuổi non hơn, cái non nhất mà chúng tôi có thể giúp quý vị ghi danh vào chương trình hưu bổng là 62, thì cái năm mà tôi 62 tuổi nếu mà tôi cảm thấy thôi muốn về giường sớm đó thì mình về giường thay vì 1.000 đồng ở tuổi 66 mình về giường 62 thì mình lãnh có 750 thôi. Ok, thì bây giờ tôi muốn đưa quý vị trở lại với trường hợp của ông bà đây. Thì ông bà cùng 66 tuổi, nhưng mà cái năm mà bà về hưu ở cái tuổi 65 đó thì bà không được hưởng 100%, hưởng khoảng 92% thôi, là tại vì hưu hơi non non. Phải không? Nhưng mà ở cái tuổi hưu 65 vẫn có thể ghi danh vào Medicare. Thì trong trường hợp này đó, Medicare mình phải lượt qua là Medicare những phần chính là Medicare phần A, Medicare phần B và Medicare phần D. Thì A là phần để sử dụng khi mà chúng ta nhập viện, và phần B là sử dụng mỗi khi chúng ta đến văn phòng bác sĩ để được chữa trị hay là sử dụng những dịch vụ ngoại chẩn. Còn D là thông thường khi tôi ra thuyết trình thì người ta hỏi what is for D, thì tôi nói D là chữ viết tắt của drug. Okay, drug là thuốc theo toa đó. Mà tôi cũng hay thường nhấn mạnh với những người trong cử tọa là well, when I said for D, D stands for drug and it's good drug. Là thuốc theo toa, chứ không phải drug theo cái kiểu mà thuốc xịt ke ma tí. Okay. Thì khi mà mình được 65 tuổi, mình có thể không về hưu. Mình có thể làm tiếp tục cho tới tuổi 66, nhưng mà vẫn phải ghi danh vào Medicare Part A. Ok. Dạ. Thì cô có thể cho ý miệng ngắt ngang là trường hợp cô nói là về hưu non là giả dụ như là từ 62 tuổi rồi đến đúng về mức về hưu là 66 tuổi. Như vậy nếu quý vị nào mà lãnh từ 62 rồi đến 63, 64 thì cái mức từ từ nó có được tăng lên không dạ, thưa cô? Cái từ của người Mỹ họ hay dùng tôi nghĩ là rất là hay là you wish, mà dịch ra tiếng Việt mà cái chữ you wish đó khó dịch lắm. Nhưng mà nếu mà tôi nói cái từ này thì quý vị sẽ hiểu. Đừng có ham. Là tại vì nếu khi mà mình đã quyết định như chúng ta đây, Amy ngắt lời tôi là nếu chúng ta chờ đến 66 sẽ được hưởng 100%. Thì bây giờ tôi quyết định về hưu ở cái tuổi 62, thay vì lãnh được 1.000 tôi lãnh 750. Thì Amy đừng có ham đó, đừng tưởng bở đó, tưởng rằng thôi kệ, 62 mình lãnh 750 rồi lên tới 63 mình sẽ lãnh thêm 800 mấy. Không phải như vậy. Một khi mình đã quyết định về hưu ở cái tuổi 62 thì cái số tiền 750 nó sẽ gắn liền với mình cho tới khi mà mình đoàn tụ với tổ tiên. Ok. Rồi, bây giờ trở lại với cái vấn đề Medicare, thì tất cả mọi người ở cái tuổi 65 cho dù còn đi làm hay muốn về hưu vẫn phải ghi danh vào Medicare Part A. Tại vì mình không có phải đóng gì hết. Không phải đóng bảo phí mà quý vị mới nghe chúng tôi nói một câu là Medicare Part A premium is free.
là không có trống tiền cái phảo phí, nói nghe dễ thương vậy thôi, chứ thật sự là trong lúc mình đi làm, mình có đóng thuế an sinh xã hội thì mình cũng có đóng kèm theo thuế Medicare. Thì khi mà đóng Medicare Part A đó, quý vị có quyền, một là nếu mà mình còn đi làm thì mình có thể tiếp tục hưởng cái bảo hiểm y tế ở sở. Trong trường hợp này thì là đôi vợ chồng, bà cũng có thể về hưu nhưng mà không cần phải ghi danh vào Part B nếu có được cái bảo hiểm sức khỏe dưới cái hồ sơ làm việc của ông chồng. Vậy ha. Nhưng mà lý do tại sao mà ở đây bà vợ lại ghi danh vào chương trình Medicare Part A, Part B và Part D? Vâng, và lý do sẽ được có câu trả lời sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị cùng đón nghe ở phần 2, thưa quý vị.